Lại đây em muốn Phạm đây. Hello cô bác. Đấy, anh em đang quan sát cái dòng át chống sét khối của bên em, dòng át Đức anh em nhé. Đây nó có 3 cầu dùng cho 3 lần nhé. Đấy. Đấy, khỏe như ơi. Đấy. Chống sét siêu nhạy luôn anh em ơi. Át tép khối chống sét này. Hàng rất là đẹp anh em nhé. Đấy, gia đình anh em dùng một cặp này là ok. Đấy, được 3 lần sét đánh. Thoải mái cho anh em sử dụng luôn, ngắt sét an toàn. Một cặp sét này anh em dùng mất có vài trăm nghìn, mà nếu anh em hỏng một con tivi là mất vài chục triệu luôn. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu liên hệ nhé. Đấy, hotline của em Phạm Huấn đây. Đấy, rồi giới thiệu anh em cái cầu đấu điện này. Đây, cũng hàng bên Nhật nội địa hết anh em nhé, chữ Nhật lòng hoàng hết luôn. Đây, anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn này. Đó. Xin chào lại anh chị em ở video sau nhé.